chiều ngày 25 tháng 9 năm 2014, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đối với Đỗ Văn Phong, 24 tuổi và Trần Minh Cường, 19 tuổi, cùng ở huyện Hóc Môn. Đồng thời kêu gọi những ai là chủ nhân của những con chó bị Phong, Cường bắn trộm bằng súng điện đến cơ quan công an để trình báo. Theo hồ sơ ban đầu, vào đêm ngày 24 tháng 9 năm 2014, trên tỉnh Lộ 2 thuộc ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, anh Huỳnh Hà Đô, đội trưởng ấp Đình thuộc ban chỉ huy quân sự xã Tân Phú Trung, phát hiện Phong và Cường trên xe máy có một bao tải chó. Lúc này, anh Đô cùng lực lượng dân quân và người dân địa phương truy đuổi theo. Trên đường tháo chạy, các đối tượng này đã dùng ớt bột rải, xịt hơi cay, thậm chí dùng súng bắn chó để bắn lại. Rất may không có ai bị trúng đạn. Sau quãng đường truy đuổi khoảng hơn 15 km, đến khu vực ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thứ Nhì, huyện Hóc Môn, thì hai đối tượng té xe. Anh Đô cùng người dân mau chóng bắt giữ Phong, Cường cùng vật chứng về công an xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Vừa qua thì dưới từ cái hướng ngã tư Bồ Đái xuống tới quốc lộ 2, rồi về tới Hóc Môn đi qua đó là khoảng trên 15 km. Rồi chúng nó mới đầu thì nó dùng cái ớt bột. Trong ớt bột anh nó dùng tới bình xịt hơi cay. Bình xịt hơi cay rồi nó mới tới cái cây súng điện. Tại khi mình chạy tới là nó dương ra nó bắn mình liền. Cho nên mình giữ khoảng cách. Là trước khi mình tổ chức mà đón lỏng để bắt những cái đối tượng nguy hiểm như vậy thì mình phải có lên cái phương án và họp anh em lại bàn trước những cái nào nguy hiểm, những cái nào không nguy hiểm. Theo đó, vật chứng lực lượng chức năng thu giữ gồm 4 con chó đã bị bắn điện, 3 cuộn băng keo đen đã qua sử dụng, 1 bình xịt hơi cay, 1 khẩu súng bắn điện tự chế, 1 dao bấm. Tại cơ quan công an, Cường và Phong khai nhận vào chiều ngày 24 tháng 9, Phong chở Cường về phòng trọ của Cường, ấp Xuân Thế Đông 2, xã Xuân Thế Đông, huyện Hóc Môn để lấy đồ nghề đi bắn chó. Sau khi bắn trộm 4 con chó này ở địa bàn huyện Củ Chi, Cường và Phong đã bị truy đuổi và bắt giữ.